quay cái video cho nó cụ thể. Quay cái video cho nó cụ thể. Dạ vâng. Đấy. Quay cái là ưng ngay. Không hiếm gặp chú ạ. Cháu phải công nhận là bọn cháu đi mua nhà cũ nhiều, nhưng mà thực tế đấy có một cái hay là như này nhá. Cái nhà này thực tế là chú dựng ở đây nhưng mà chú chưa ở, nó vẫn là một cái nhà mới. Đấy, thì có phải là mình ở đây đâu mà chỉ là mình dựng ở đây thôi. Xếp gỗ, xếp. Đấy, thì chưa có phải là mình ở đâu, vậy nên nó vẫn như một cái nhà mới. Thì đôi khi người ta cũng rất là thích khi người ta mua được những cái nhà như thế này, chú ạ. Nguồn gốc là rõ ràng rồi. Đấy, lót qua qua đấy chú dựng ở đó. Đấy, nguồn gốc đã rõ ràng rồi, đúng không? Tất cả mọi cái nó đều rõ ràng, rành mạch nó ngay ở đây luôn rồi. Nhưng mà đúng cái dàn cột này của chú mà không phải là thằng Lim Lào thì nẻ lâu rồi. Nứt toác hoác rồi. Đó, cái nắng nó chiếu thẳng vào như thế này đúng không? Mặt trời ngay đấy này. Đó. Chiếu thẳng đây luôn. Chiếu thẳng đó luôn. Đúng. Thằng này mà không phải thằng Lim Lào thì ra đi lâu rồi. Phá lâu rồi. Đây, quay một cái nhà 7 gian. 7 gian, hai mái, hai tầng mái. 7 gian. Khung gọng chính là gỗ Lim Lào. Rất là rộng. Khoảng 200m2 phủ bì. 5 gian. Mỗi gian chính là 3m tim cột. Hai cái gian trái này là 2m tim cột nữa, cộng với cả từ cái cột này ra đến hết cái đầu này là 1m2 nữa. Nhà rơi vào gần 200m2 phủ bì. Khung gọng chính là bằng gỗ Lim Lào hết. Đây, đi vào đây để cho anh em xem nhé. Đấy. Những cái cây cột này ở trong góc này nó không bị mưa nắng nhiều, màu nó đẹp. Những cái cây cột ở ngoài kia là mưa nắng nó hắt. Đấy, dựng ở đây là cũng mấy năm rồi, 4-5 năm rồi. Đấy, anh em nhìn vào cái nhà quá là đẹp luôn. Đấy, khủng luôn, đẹp. 7 gian, anh em nào dựng cái này làm như cái sạch tiếp khách hoặc là nhà chính thì cực kỳ luôn. Có hoành là gỗ gội đỏ và gỗ táu mật. Còn toàn bộ khung kẻ truyền, cột xà, câu đầu, quái giang là bằng gỗ Lim Lào. Có cả một số con trồng bằng gỗ Lim Ta, nhưng mà cái tỷ lệ Lim Ta nó cũng không nhiều, chủ yếu là Lim Lào. Đấy, anh em nhìn cái phần cột. Cột cái là cao 6m rưỡi, vành là 1m1, chu vi là 1m1, chiều cao là 6m rưỡi. Còn cái cột quân này là vành là 90cm, cao là 3m8. Nhà rất là đẹp luôn, mọi người thấy rất đẹp nhé. Rất là đẹp rồi. Nhà mới luôn. Nhưng mà nếu như bây giờ mà tháo dỡ ra lắp dựng lại thì vẫn đánh giấy ráp và phun lót, làm lại sơn, làm lại sơn PU. Đục là toàn bộ là con trồng đấu sen. Tiền 7 hậu 7. Nhà có đủ cột cái. Mỗi một vì 4 hàng cột. Tổng là 7 gian 8 vì 32 cột. 7 gian 8 vì 32 cột. Đó, 16 12 cột cái và 20 cột quân. Đấy. Từ ở dưới này lên trên cái nóc mái kia nó phải rơi vào khoảng gần 8m. Rất cao luôn anh em. Hai tầng mái, rất cao luôn. Đấy. Cột vành 1m1. Đẹp. Vào nhìn nó rộng bề thế. Này, quay cái không gian này nó cũng rất là rộng đấy. Cái xưởng ở đây là 500m2. 500m2, rất là rộng luôn. Cái nhà này đã 200m2 anh em. Anh em nào đất mà rộng thênh thang thì dựng cái nhà này thì đẹp. Trước mặt là cái hồ sen nhỉ, bác nhỉ. Trước mặt là cái hồ sen nhỏ nhỏ ở đây đúng không? Mỹ mãn luôn. Đúng rồi. Có 4 cái cột là gỗ cẩm.
Đấy. Còn lại thì là lim. Cẩm nó còn quý hơn. Và cẩm quẩn nó còn cẩm nó còn quý hơn chứ. Dạ vâng, đúng rồi. Thế là cũng lề lối đấy chứ. Đó, đây, theo lối đấy. Dạ. Nhưng trên đấy làm ăn nó phát triển đấy. Dạ, phát triển dạ vâng, đúng rồi. Đẹp, đẹp. Dài nhỉ bác nhỉ. Dài, rộng, thật. Rất là dài, rộng luôn. Đẹp. Không còn gì để chê nữa. Cột cầm lim lào, nhẵn lì, gỗ nhẵn lì luôn, rất là đẹp. Đục hoa lá hết, mát lắm nhà này. Nhà này mà lợp được cái ngói nhỏ, ngói mũi hài nhỉ bác nhỉ, thì mát lắm đấy nhỉ. Đây là mình lợp cái ngói này là cái ngói móc đúng không? À có đúng rồi, thế mới có cái dui này đúng không? Đó. Mình vẫn có cái ngói lót ở dưới mà. À đúng rồi. Ngói ấm trong đó, đóng hè trong được. À. Rồi.